Hello cả nhà, có ai like không? Ai chưa biết EU quan trọng chơi. Bà kéo xuống cho. Chơi trò kiếm máy đang chơi đầu ba đây. Hà bà các bé hôm nay đang lên thăm ba Hải đây. Có lấy đại không? Đi đâu? Chú Hugo đã online. Rio. Đây, đang ở đàn phim. Sorry. Ba Hải đi giới thiệu ba Hải. Hả? Đây ba Hải đây. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đoàn phim đang ở trong rừng thông để quay cái bối cảnh là hai xe ép nhau xuống vực. Đó là xe 30 chỗ ép chiếc bán tải xuống vực. Mọi người phải dậy sớm để chuẩn bị bối cảnh. Mà nói chung là ngày nào cũng phải dậy sớm 4 giờ hết. Quen rồi. Đây là giới thiệu ekip cho mọi người. Đang ở Bảo Lộc chứ không phải là ở Đà Lạt nha, Lưu Kỳ Duyên. Đang ở Bảo Lộc. Đi với ekip. À, đây là anh. Anh Hiếu. Anh này là anh Hiếu quay phim. Hello, trai không? Everybody. Anh này là quay phim. Còn đây là. Đây là thư ký. Đây là thư ký. Thư ký của đoàn phim. Chào mọi người. Đây là âm thanh, còn đây là Phục Trang. Phục Trang, chị Phục Trang chỉ che kính quá sợ nắng. Không có ai giang hồ như thư ký. Ký chào các bạn một tiếng đi. Hi, xin chào. Đi qua bên tổ máy nha. Cho anh em ngồi đây. Anh em đang ngồi chờ set up cái cảnh tiếp theo. Chờ set up. Nhảy dây lao tí xíu, hôm nay nắng rất là đẹp. Mày mong này nắng rất là đẹp. Quay phim thì chỉ mong trời nắng thôi, để cho không bị trễ tiến độ. Đây, đang chờ xếp máy đây. Đây, đây là focus không? Focus đây, trẻ tuổi nhất Việt Nam. Đây là focus trẻ tuổi. À, Trần Hồng ơi, chị đang ở đoàn phim Lật Mặt 3 của anh Lý Hải đây, đang dẫn các bé lên năm 3. Bốn bé đang chạy ở ngoài kia rồi, chút nữa chị sẽ quay bốn bé sau. Mọi người đang xếp máy nè. Quay cảnh đoàn phim làm việc cho mọi người xem nha. Đang chuẩn bị quay một cái cảnh mà cảnh tượng của Lý xe lắm. Bụng, hả? Lòi vô bên trong có bụng. Lòi vô trong này nè, cái thùng này nè, lòi vô. Đây, cái này đây rồi. Đây, cái này. Cái này đây rồi. Đi này. Rồi, còn có này. Anh Cường cho em xin một nụ cười đi. DOB người hello. Phụ trách những hình ảnh, những hình ảnh đẹp trong phim là phải nhờ đến anh này. Em còn đi. Anh DOB Nguyễn Ngọc Cường đó. Mọi người đang đọc làm việc rất tập trung. Bên kia diễn viên, bên này diễn viên, bên kia đang. Anh Huy Khánh anh đang hú gì vậy ta? Anh Khánh ơi. Chào mấy bạn fan của em cái. Xin chào. Trong xe này nhiều người lắm. Hello. 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 Mọi người chào. Chào các bạn. Ghê quá. Đâu em đi anh. Chào fan của em cái đi. Ủa chết rồi sao anh bầm nhập quá vậy? Buồn ngủ. Hôm qua thức khuya. Giờ buồn ngủ. Anh
anh Huy Khánh đẹp trai quá. Ai cũng khen anh Huy Khánh đẹp trai quá đây. Này quay hai setup, một hai máy, một setup rồi. Đây là máy đang chạy nè cả nhà, thấy không? Cái này quay 5 máy, phải 5 máy cho cái này quay 5 máy. Cái này là cái bồ cam. Cái bồ cam đang chạy một trên máy bồ cam. Một máy trên xe hơi gắn cái kim xi đó đây. Một cái máy xa xa trên cái xe. Đây là một máy kim xi. Kim xi. Ai mà nhận vậy? Hai máy trên xe. Hai máy trên xe nãy hai quay rồi đó. Và một cái máy bay chưa xuất hiện. Và một cái máy bay. Một cái flycam thì chưa xuất hiện. Cảnh này mình sẽ có tất cả là 5 máy quay. 6 lần. 6 máy lần. 6 máy. 6 máy. Đây các bạn xong lưng được lắm. Đây là bạn trai đẹp của đoàn. Nè Nê về quê rồi. Mai Nê qua mọi người ơi. À, có thể thấy. Mai bữa khác có Nê Nê thì đăng tin cho mọi người đúng không? Đi hả? Chú Bình. Để cho xe chuẩn bị chạy rồi phải tránh xa ra. Có anh Thắng nào? Phải dặn trước mà thấy mặt chú Bình mà. Anh Thắng nào? Anh Thắng quay rồi, chị nói lộn. Hả? Tháo, mấy anh chị xong hổ. Hai mấy mà. Ta chỉ muốn ngàn mấy người coi luôn. Ghê ha. Đúng rồi, máy này lại đây là người ta thông báo trước rồi. Đâu dữ vậy? Xe bớt bên em đi. Đây. Thấy không? Mọi người thấy. Ở đây là cũng quay phim luôn. Đẹp không? Men chuẩn men không à? Anh Mạnh quay phim luôn. Anh Mạnh quay phim là hai anh. Anh Hiếu với anh Mạnh là quay phim nè. Ngày quay phim mình đêm này đi. Thấy mặt. Dễ thương ha. Đây Kiều Tuấn đây. Quay phim mà khi dễ người ta không nhìn mặt. Kiều Tuấn đang tâm. Có gì đâu em. Rồi cầm nó rồi. Giữ cái bí mật tông thôi. Ủa anh Bình lái chứ đúng không? Cái này anh Bình anh chạy chứ. Mình phải tránh xa ra một chút. Cảnh quay rực đuổi nên là khi chuẩn bị quay là mình phải tránh xa một chút chứ không mình dính chữ. Mình đứng xa mình quay cho cả nhà coi. Cá lật mặt ba này là của Kiss and Fly nè. Đây là cái thương hiệu thời trang thể thao rất là nổi tiếng. Đã tài trợ cho đoàn phim những cái áo rất là đẹp để anh em đi kiếp mặt. Cảm ơn bạn Linh Lê Văn Linh. Chào bạn Phạm Đức Tiền. Chào bạn Nguyễn Nghĩa. Chào bạn Mai Thương. Một cảnh quay này thì cần 5 cái máy quay cho nên là mọi người phải phối hợp với nhau rất là ăn ý và phải chuẩn bị rất là kỹ. Khi mà action một cái là tất cả đều phải đồng loạt. Nó lúng thiệt á. Hôm nay trời nắng rất là đẹp. Đó, xe đang chạy xuống đó để quay cảnh trực tuổi lên. Đinh Nguyên ơi, lật mặt.
Lật Mặt 2 thì chỉ mới chiếu rạp thôi, chưa có bản online. Khi nào mà có ra online thì chắc chắn sẽ post lên cho mọi người xem nha. Còn Lật Mặt 3 thì hiện tại đang dự kiến ra ngoài rạp vào ngày 18 tháng 5 năm 2018. Các bạn nhớ ủng hộ nha. Đúng. Đây. Đây. Anh này. Đây là đây từ phải sang từ phải qua trái, đây là anh Tuấn nè. Anh này độc thân chưa vợ nè. Đây là Lý Hoàng. Lý Hoàng là phụ trách những cái cảnh quay behind the scene. Còn đây là thủ quỹ của đoàn phim Hậu. Trai đẹp thường đi làm các chương trình từ thiện cho hàng. Các bạn đã biết mặt quen rồi, Hậu thì các bạn đã gặp nhiều rồi. Có bạn nào còn độc thân thì đến đoàn phim của Lý Hải rất là nhiều. Anh đẹp trai chuẩn men. À, giờ đi kiếm ba cái tên nhóc kia nha. Mấy em kia đang đi kiếm xương kiếm dế vậy, bắt à giờ đi kiếm ba em nhỏ nha. Đang bắt dế bắt đồ rồi. Đây để chờ chút quay cái cảnh này. Quay cái cảnh này cho mọi người nè. Xe ở trước xa xa nè. Không tin luôn, hầu một rổ trái cây. Nè đây đi ơi. Vô đây. Đó. Để chú Hiếu dẫn xuống kìa. Jerry và Sunny xa xa. Jerry, Sunny đang đi với lại chú Hiếu quay phim nè. Đây. Anh này là bên tổ máy. Em nữa hả? Chị này mà nước mặn ngắn, nước mặn dài à. Dễ thương à. Chị đòi đi chơi. Đi vô ba đi. Má ơi lấy ra bò chơi cho con này. Bò ra chơi. Tính tiền đó má mày không nhớ. Bò má mày lấy cho con nha. Dạ con vô trong đây đứng với bà đi. Con chào mấy cô chú cái này nè. Chào mấy cô chú. Chơi đi đang muốn mẹ Hà lấy cho bộ đồ chơi. Mẹ Hà đi lấy nha. Mẹ cho tôi vô ngồi với ba đi. Bình thường á thì rất là sợ trời nắng, nhưng mà đến lúc phim thì rất là thích trời nắng. Đây Rio, Rio nãy giờ đang đi bắt bướm. Bắt Rio, con đi đâu vậy? Con mới coi con chậu chấu, thấy chân chậu chấu mẹ. Ôi thích thế. Nó màu xám. Chậu chấu màu xanh chứ làm sao màu xám được. Ôi ơi, con mới thấy con chậu chấu á. Rio đâu? Con mới thấy con chậu chấu rồi. Rio. Vui cho con. Ôi Rio đây. Mio đang nằm ngủ trong xe. Thôi chút nữa Sái ca dậy quay sau cho cả nhà xem nha. Thôi ăn nãy giờ không? Mio hồi nãy con đi ba coi cháu cháu con còn coi con gì nữa không? Dạ không, chỉ có cháu cháu con cào cào con sợ. Con xuống dưới kia chơi nữa đi. Ừ, đi ở trên xe ngợp lắm. Làm đi hơi dắt đi nha. Đi xuống chơi đi. Đi hát hoa đi thằng con. Ngoại làm với Mio đi ngoại. Đi hát hoa gần đó đi Hương. Hương đi chụp hình tự sướng. Đi hái hoa. Đi hái hoa ha. Thì em đi hái hoa. Có muốn gặp con châu chấu không cơ là con chỉ cho. Không. Rồi. Rồi vô đang đi kiếm con châu chấu rồi. À lấy cái bộ đồ chơi cho Cherry. Thương thương. Lấy cái bộ đúng tiền. À bây giờ không lấy. Đi ra để đợi quay cái cảnh quay kia bắt đầu thì sẽ quay cho mọi người xem. Phạm Bích Tuyền. Rio đi coi châu chấu đi ba. Bé Mio ngủ chứ không phải là bé Rio. Rio là anh hai. Còn Mio mới là em Út. À, bạn Đinh Nguyên ơi. Jerry, Rio qua bên kia bắt dế bên kia kìa. Bạn Minh Nguyên ơi, Lật Mặt 3 thì sẽ dự kiến ra mắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2018. Má mi riết rồi nhưng bây giờ tóc bị kẹt, cái cửa bị kẹt thì chút nữa phải đợi chú Tuấn mở lên mới được. Mẹ không mở được. Xin đây, xin đây, xin đây. Chào các cô chú đi. Xin đây chào các cô chú nè. Chào các cô chú. Ơi, xin nè. Xin đây chào đi. Xin đây chào đi.
Xin đi chào đi. À, Jessica Lê, à, bây giờ trên đây thời tiết rất là mát mẻ nên là Hà chỉ mở cửa xe để cho bé nằm thôi chứ không có mở máy lạnh. À, chị đang quay ở Bảo Lộc đây nè. Chơi đi được cổng đây. Thấy bộ đồ chơi giùm nó. Không được tại vì em Mio đang ngủ, mở cửa lên dập xuống là Mio thức. Mio đang ngủ á, Tuấn không lấy cái chân em dậy. Ba Hải đang để gì đây? Hiện tại đang phim đang ở Bảo Lộc. Ủa nãy giờ đi phim rồi có quay không vậy? Này mình vô trong đây mình sẽ thấy được. Đang coi lại bác. À, như Tết luôn nè. Ồ, giống phim Tết quá. Có hoa lan không? Này hoa mai. Ủa? Ủa, hoa đi hoa gì? Lan rừng hả? Lan rừng. Cái này action nè. Đó. Lấy thổi. Nó lấy thổi mà. Ừ. Okay. Kéo kiếm đúng không? Có kéo kiếm không? Có kiếm. Kiếm. Nó được sáng quá, nó thấy được monitor. Rồi mang qua lại luôn nha. Đụng đi đây. Dạ. Cái này được nè, cái này mạnh nè. Ok thì được. Không dám nhảy nhanh nè. Về buôn. Về buôn cho nó cháu. Đủ đường mà đúng không? Đúng. Bò bớt đi đó. Là đủ đường để làm hết. À, bạn chơi cuối cùng ơi, ở đây không phải là ở Đắk Nông đâu. Thì nhanh nữa. Mình đang ở Bảo Lộc. Ủa, nhưng mà chơi chưa chạy mà nó đã leo rồi. À. Đi. Ủa sao gì vậy cháu? Đâu? Không, cái style của chồng mà. Một là chạy ngang qua máy luôn, hai là chạy qua nhân viên. Nó luôn luôn nhanh hơn người khác mà. Té nổ là ok mà. Ai à, ai mới chơi vào. Ái ở đâu chị lên đoàn phim chị không gặp Ái mà chị thấy Ái online vậy Ái. À, cảnh ở Bảo Lộc thì cũng hơi giống ở Đà Lạt. Ba nhớ ba bữa giờ. Lúc mà mới gặp ba sau mấy tuần lễ không có gặp á, là sinh nhật Hà khóc lên. Tự nhiên gặp ba có bà khóc lên tuổi thân. Hôm nay thì vui rồi. Còn á hả mẹ bữa hôm bữa trước á mới gặp ba mấy tuần liền không gặp ba. Chỉ gặp ba xong rồi cái chị Hà khóc tức nở luôn à. Có ba Tuế thích quá ha. Đúng quá. Chị đang ở Bảo Lộc đó hàng Trần. Ồ nay bạn Ái off ha. Bạn Ái đang online nè, bạn Hữu Ái nè, mấy bạn cả nhà thấy không? Ở dưới là bạn Ái là thông dịch viên của Nene. Bữa nay thì không có cảnh quay của Nene. Cho nên là không có Nene ở đây, mọi người ai cũng hỏi Nene hết. Nên Nene là mình gọi theo tiếng Việt, còn nếu mà mình gọi đúng tiếng Thái thì mình phải gọi là Nene.
Chào cả nhà. Anh Kiều Tuấn, anh Kiều Tuấn đang quay kìa. Ở kia rồi nhưng mà không có tuyển bước vô. Tại vì đang quay bước vô lại dính mình lại làm phiền đoàn phim. Phan Tường Vi, thôi chị mắc trong bốn bé rồi làm sao mà chị đi quay phim được. Thì chỉ làm sản xuất thôi. Miễn sao là các bạn ủng hộ phim của nhà chị sản xuất là chị vui rồi. Ai hello anh Huỳnh. Bây giờ chị có bốn đứa nhỏ rồi, làm sao mà đóng phim được nữa, để cho các diễn viên trẻ đẹp đóng chứ. Chị đang quay ở Bảo Lộc đó Mr. Ken. Trời đang rất nắng, cảnh đẹp lắm. Quay cho mọi người, thời tiết cũng rất là mát mẻ. Đó mọi người đang quay á. Mình phải tránh ra một tí xíu chứ không là hồi là mình bị dính chưởng. Ê, bỏ thêm một khẩu chính đang ngồi trong xe là bạn Song Luân nè, anh Huy Khánh nè, với lại bạn Kiều Tuấn nè. Xe đang về, mình né qua chút xíu. Đó thấy chưa, đoạn phim này là toàn mấy anh chuẩn men không nè. Cả nhà coi đủ chưa? Hà ao nha. Jessica Lê ơi, lật mặt chỉ có mới có phần 1 là có online thôi. Còn lật mặt 2 thì chưa có online. Lật mặt 3 thì dự kiến thì ngày 18 tháng 5 năm 2018 thì sẽ ra rạp đó. Nếu như mà bạn có về Việt Nam vào dịp này thì có gì tranh thủ ra rạp xem nha. Cảnh ở Việt Nam rất là đẹp. Helen Bùi, ở Việt Nam khổ lắm. Nó chỉ có hai loại, đó là một là trời sẽ rất nắng, hai là trời sẽ mưa. Thì mình phải chọn trời nắng thôi. Trời mưa là rầu lắm, ảnh hưởng tiến độ. Đây các bé lên đây chơi thì đang hái lá. Này đẹp quá. Ba cái này cái gì à ba? Ba không biết luôn, cây rừng, ba biết cây rừng thôi chứ ba không biết tên. Mẹ cầm đi mẹ. Cầm đi. Trên này sao đứng đơ đây vậy? Mio, bạn Nguyễn Thị Kim Cúc nói là quay Mio. Mio đang ngủ rồi. Hải Vũ ơi, khi mà phim công chiếu thì sẽ chiếu ở các rạp trên toàn quốc luôn. Rạp nào cũng có. Vào tháng 5 năm 2018 nha. Cô Thu ơi. Thôi không có Mio quay video tạm. Vô đẹp trai nè. Để nói đi con. Đưa nói cho ba. Ờ, được lấy đồ chơi của em con. Nha. Hả? Chi con? Cherry đâu? À Cherry ở trên xe rồi. Rồi quay đi Văn ơi, quay đi. Này, chuẩn bị quay nè. Chuẩn bị quay. Quay cái cảnh xe chạy thôi, mọi người ngồi trong xe thôi mà rất là khó khăn đó, phải quay đi quay lại mấy lần. Hãy subscribe.
đường hiện đường rồi ơi. Action. Xe chạy. Tại vì Hà đang dùng 3G để quay. Ở trên này thì trên núi mà cho nên là sóng nó không có được mạnh giống như là ở trong trung tâm. Cho nên nó hơi mờ tại vì đang ở trong rừng á các bạn. Thôi bây giờ Hà bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Và nhớ là phim Lật Mặt sẽ ra mắt vào tháng 5 năm 2018 thì cả nhà nhớ ủng hộ nha. Bye bye cả nhà. Xin đi bye bye nè. Xin đi bye. Gio. Bye.